Rồi em đang test máy và chuẩn bị lên đơn mấy chục cây trong một ngày nha cả nhà. Đó, khách nhắn tin quá trời luôn và có cài sẵn cho cả nhà là 200 kênh TV. Ok chưa? Mình vô coi TV nè. Đó, nãy giờ bấm vô con mới dính bản quyền đó, thấy chưa? 200 kênh ha. Đó thì cài cho cả nhà bàn phím tiếng Việt, thì hay gì ở đây nó bàn phím tiếng Nhật nè, sao xài đúng không, thì em sẽ làm hết, xóa ạp rác, tối ưu hóa. Đây em làm ví dụ một cây cho cả nhà xem. Đó, mình tắt mấy cái tiếng kêu bạch bạch này đi. Đó, ạp nè, xóa bớt đi. Đấy, ơi, khách gọi liên tục luôn á, mà em đang quá tải á nha, quá tải. Nhiều khách không có cọc á, em cũng làm biếng lên đơn luôn. Công giao tới rồi này kia, viện cả ngàn lý do ra. Trong khi hàng chỉ có số lượng ít rồi cả nhà ơi, hàng không đủ bán luôn á. Nó thì con này là dưới 1 triệu mà nó ngâm được nước, nó full tiếng Việt luôn. Đây là tiếng Anh đúng không, em chỉ nhấn một nút thôi là nó thành tiếng Việt cho cả nhà. Đấy, này là em xóa bớt ạp cho nó mượt hơn. Đó, không tin cả nhà lấy điện thoại của mình ra, ạp rác cả đống đó, mình xóa bớt thôi là nó mượt liền, nhìn nó thoáng hơn đúng không. Đó, đây tiếng Việt, đây con này là tiếng Việt, bấm một nút nè, bạch nè, full tiếng Việt nè. Đó, ok chưa. Rồi mình xóa bớt thôi chứ có gì đâu. Đó, em sẽ làm chỉnh chu rồi em mới gửi cho cả nhà. Đó, full tiếng Việt rồi, la bàn cây nè. Đó, gõ tiếng Việt. Chứ không phải là em nhập máy về rồi em cắm sạc hay dọc về dọc rồi em đưa máy thẳng cho cả nhà đâu, không phải. Em còn phải kiểm tra kỹ. Bây giờ cả nhà nhìn thấy không, 9 giờ mấy mà 10 giờ shipper tới lấy hàng mà em chưa gói được một cái nữa. Em phải làm chỉnh chu em mới ấy, mặc dù giao trễ một xíu, có thể chiều shipper tới lấy cũng được. Giờ tại có mình em làm không kịp. Còn mấy anh nào mà khó quá, khó tính quá thì em cũng thua. Tại vì buôn bán mà, giống như làm dâu chăm họ, sao mà chiều lòng hết được. Cấu hình dày mà đòi chơi được cái này, chơi được cái kia, đòi 2 sim, đòi tá lả, có vài trăm ngàn rồi. Đó, thì cái máy chỉnh chu thì nó sẽ như thế này. Đây là cái app TV 200 kênh ha. Đây, rồi cài xong rồi để qua một bên nè. Con này có vô sẵn wifi nè. Ồ, đúng rồi, con này là máy em lấy em test nè. Rồi, ví dụ vô xem phim nè. Đó, có ấy luôn ha, HTV, Animal Planet nè. Đó, hoặc em có cái đường link đó, có để trên kênh, cả nhà cập nhật nha. Đó, đây như con này chưa tối ưu nè, còn tiếng Anh nè. Mình xóa bớt thôi. Giờ có chậm xíu cũng chịu nữa, chậm mà mình kỹ, chậm mà chắc, đúng cả nhà. Đó, bây giờ em 9 giờ mấy em chưa gói nữa mà chịu thôi, tại còn công việc rồi, còn gia đình nữa, ý là phụ giúp này kia, đâu có nhiều thời gian đâu, full thời gian. Đó, okay. Cái này chắc chắn cả nhà không xài, phải xóa bớt. để là CH Play nè. Đấy. Rồi xong cả nhà đăng nhập vô CH Play rồi update lên, update phần mềm lên là có YouTube hoặc mình cài trình duyệt á, mình vô YouTube bằng trình duyệt á, nó sẽ nhanh hơn. Đó. Rồi đây tiếng Việt đây đó, mặc vào nó full tiếng Việt. Gõ tiếng Việt nè. Đó cả nhà thấy nó nhanh hơn chưa? Đó, phím là mình thêm phím tiếng dãy phím số ở trên, khỏi gợi ý từ đi, khỏi sửa lỗi đi. Tự động sửa lỗi nè, khỏi luôn. Rồi là xong. Đó. Rồi thì còn vài cây em làm xong mà em giao khách nè cả nhà ơi, đi lần mấy chục đơn là bình thường. Đó. Em hiện tại em đang có bán 200 game thùng. Đó. Thì cài một lần cài cũng hơi lâu nên là em nhận phí là 100 nha cả nhà. Đó, mặc dù bận thì cũng ráng làm thôi. Cài lâu nha, chứ không phải là bập cái rẹt lấy của người ta 100, không có đâu. 200 đó, 200 game chứ không phải 200 ngàn. Là thì nó sẽ có những game hay, thông dụng của game thùng đó, hồi đó game thùng bỏ thẻ đó nha. Đó. Đây ví dụ mình chơi bỏ thẻ nè, hoặc mình có thể kết nối Bluetooth tay cầm gì đó. Đó có khi mà phần chat nha, chat là hack á, mình có thể bất tử nè, vô hạn đạn này kia đồ đó. Chơi rất là hay nha các nhà, có đối kháng, có đi cảnh, có bắn máy bay. 200 game, mấy game thông dụng hồi đó, hồi xưa của mấy người 7x 8x đó. Còn ví dụ giới trẻ giờ sao biết bả game này. Đó vậy thôi, rồi thôi em xin hết ha.